Kiếp nạn thứ 82 của Phạm Thoại, ông gần 1 tỷ đồng tiền vé concert Blackpink. Trời ơi, trời ơi. Anh tôi phải ôm xô 1 tỷ cái vé Blackpink rồi. Phải kêu gọi nhờ cộng đồng mạng giải cứu. Trên web vẫn còn thì nói gì đến vé phát lại. Sẵn sàng chưa? Mong 7 tháng 7 quay cùng idol. Yeah! Mọi người mua lại vé dùm em. Bây giờ em dư một đống vé, em không biết bán như thế này. Nhưng cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Và cái ngày mà ở cả hai đầu cầu Nam Bắc đều dần dần săn vé concert của bốn chị đẹp nhà hát Hường ở Hà Nội, hòa cùng dòng người và cũng tự nhận là fan cứng của nhóm, Phạm Thoại đã mạnh tay đặt vé cho cả team mình đi đua idol chung cho vui. Thế nhưng vui chưa bao lâu, Phạm Thoại đã phải khóc ròng nhờ sự giúp đỡ từ phía Giang Cư Mận để mong tẩu tán được 100 vé concert Blackpink. Nguyên nhân của cái lần chơi dại này của anh chàng được tiết lộ là nam TikToker đã nhờ bạn bè tứ phương đặt dùm. Thì anh thuê mấy chục bạn để săn, xong là cuối cùng là gì, đứa nào nó cũng săn được. Xong cuối cùng bây giờ thì mình ôm 100 cái vé đó và mình phải trả tiền cho các bạn nhân viên. Ai mà có rẻ là ai cũng đặt được. Và thế là anh đã ẵm luôn cái giải xui nhất năm khi ôm trọn vẹn 100 vé hạng VIP với tổng giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng. Đứa nào kêu chồng tiền cái là chồng gộp luôn mắt. Rồi giờ ôm xô 100 vé 1 tỷ. Mọi người ơi, ai mua thì mấy bạn nhắn tin cho Thoại nha mấy bạn ơi. Cứu anh tôi mấy bạn ơi. Vậy mới phải ra cái cớ sự Phạm Thoại phải khóc lên khóc xuống để cầu cứu cộng đồng mạng. Thế nhưng tiếng than thì cứ là vang vọng trời xanh, chứ vé phát được lại hay không thì lại chẳng ai nói với anh cả. Vừa thấy dân tình vào hỏi giá một cái là anh chàng liền kêu gọi nhắn tin riêng báo giá liền. Đến nước này là được bao nhiêu hay bấy nhiêu đó. Những tưởng concert đầu tiên ở Việt Nam của nhóm nhạc Blackpink sẽ cháy hàng trong phút chốc bởi sức nóng của bốn chị nhà đen hồng. Thế nhưng đời thì đâu như là mơ. Tính đến thời điểm hiện tại đã gần một tuần mở bán, nhưng vé trên web bán chính thức vẫn còn dư rất nhiều với nhiều hạng vé khác nhau. Đêm diễn đầu tiên còn dư tới 7/20 hạng vé, đêm 2 còn tới 11/20 hạng vé chưa bán hết. Vậy nên việc những người chọn hình thức săn vé rồi bán lại gặp phải cảnh ế ẩm không ai mua. Thậm chí ngay trong ngày mở bán vé ngày 7/7, nhiều Giang Cư Mận đã đăng đàn phát vé khắp các diễn đàn. Một số người còn chọn bán rẻ, bán tháo để gỡ gạc lại vốn liếng. Tuy nhiên, theo thống kê trên một nền tảng, dù có tới 25,609 thảo luận muốn nhượng vé nhưng chỉ có gần 1,200 thảo luận trong cùng thời gian muốn tìm mua vé. Một số còn cho rằng đây đích thị là hệ quả của việc tham thì thâm chứ đâu. Chuyến lưu diễn của các chị đẹp nhà hát Hường dù vẫn chưa diễn ra nhưng đã gặp vô số những bất ổn rồi. Từ việc giá vé cao ngất ngưởng không đi kèm những đặc quyền đáng ra phải có như được gặp idol lúc sao chết chẳng hạn, đơn vị tổ chức thì vướng vào một vài những tin đồn không hay. Chất lượng sân vận động được ví như lò sưởi công suất lớn, cùng với đó là số lượng bài hát được công bố giới hạn là 13 bài có hơn và vân vân, mây mây những điều bất ổn khác. Hẳn đây chính là lý do mà vé Blackpink bán mãi chưa hết dù đã cận kề ngày diễn ra concert. Không chỉ vậy, lượng vé còn dư quá nhiều cũng khiến fan của nhóm lo lắng ít nhiều rằng sân vận động sẽ trống chỗ và không thể tạo ra được biển hồng để dành tặng idol. Mong rằng sau tất cả, cơn sốt đen hồng đổ bộ vào cuối tháng 7 vẫn sẽ đông vui, náo nhiệt như những gì mà Blink mong đợi. Bạn có cảm nhận như thế nào về những bất ổn trước thềm concert ở Việt Nam của bốn chị đẹp nhà hát Hường? Chia sẻ cho Gian cùng biết nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.